Bà anh nói là vợ anh hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao mà không để bà đi đi mà anh cho cổng? Rồi, vợ em bị tật hai cái chân. Trời ơi. Mà em thấy anh đẹp trai mà phải vợ anh không nha? Dạ phải ạ. Vậy phải không? Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi vội hồi. Dạ, Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc bữa nay đi trên đường á thì cũng đang làm từ thiện thôi. Thì gặp một cái cặp vợ chồng, là một cái người chồng này trẻ tuổi và nói chung trẻ tuổi đẹp trai, mà cõng cái người vợ của mình đi bán vé số trên đường á. Thì một cái người phụ nữ á, thì nói chung thì không có giống như người phụ nữ khác, bị bẩm sinh đó cả nhà. Thì một cái người thanh niên này trẻ tuổi nói chung là đẹp trai á, mà tại sao không biết cái cơ duyên như thế nào, thì Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi rõ cái video ạ. Đừng nói bên đây. Dạ thì Thanh Trúc á đi trên đường á thì cũng đang làm từ thiện á cả nhà. Thì thấy một cái thanh niên nè cõng một cái người phụ nữ á, thì không biết để làm cái gì mà Thanh Trúc thấy cầm vé số. Em chào anh ha, anh ơi, anh cái người này là cái gì mà anh cõng anh? Dạ vợ em. Vợ anh hả? Dạ. Rồi rồi anh cõng vợ anh đi đâu hả? Dạ giờ cộng giờ đi bán vé số anh. À, cái này là vé số của, hả chị? Dạ. Còn nhiều không chị? Dạ chắc còn có hai mấy á toàn anh. Chị ơi. Bà anh nói là vợ anh hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao mà không để bà đi đi mà anh cho cổng? Rồi vợ em bị tật hai cái chân. Trời ơi. Mà em thấy anh đẹp trai mà phải vợ anh không nha? Dạ phải ạ. Chị, phải không chị? Dạ đúng rồi, dạ mà hai đứa em lấy nhau vậy 7 năm rồi, có con 6 tuổi rồi. Mà sao em thấy đâu mà sao mà không xe đâu mà chị đi mà chị bắt anh cổng? Dạ em cũng có xe nhưng mà xe của em nó cứ bị trục trặc mà nó bể bánh rồi em gửi người ta sửa rồi, với vậy là còn ít ổng cổng đi bán cho mau nhanh hết đi. Chàng ơi, mà thường thường anh có đi cổng chị gì không? Dạ có ạ. Rồi cổng gì mệt không chàng? À, mệt thì cũng có mệt nhưng mà mình vợ mình mà mình phải cõng. Mà sao em thấy anh trẻ đẹp nè. Trời ơi. Rồi 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 anh chắc nhìn chắc nhỏ tuổi anh chị hả? Dạ hai chồng cũng ngang tuổi nha. Ngang tuổi mà sao anh trẻ dữ hả? Chị, Dạ. em thấy chị lớn tuổi nè. Chắc tại suy nghĩ nhiều. Gầu lo rồi này kia nọ. Mà thấy ảnh cũng chắc thịt nha. Nãy giờ em câu thời gian thử coi ông cho đàn ông vuột tay mà ông không vuột vàng. Người ta cũng cổng hoài anh ơi. Ổng Ừ, đi gọi đâu tay em chưa? chơi Dạ không. đi đâu chơi em Có khi cũng cổng rồi mà. nào mệt quá rồi, có khi anh mà em thấy chắc anh cũng ba mấy thôi hả? Dạ ba mấy. Ba mấy trẻ tuổi mà lựa cái người phụ nữ này trời. Anh như vậy đó, mình cõng như vậy rồi có khi nào mà mệt quá rồi có buông bả xuống luôn không? Ha anh. Ồ, mệt cỡ nào giờ cũng phải kiếm cái ghế hay là cái gì mình để xuống chứ đâu có dám bùa chập chờn Chàng ơi, em thấy anh đó thì tứng tú đẹp trai, thì trẻ tuổi hơn chị, thì mà chị ở đây mà anh chịu cõng như vậy là một cái tình yêu quá quý luôn. em Đúng quý vị. lúc trước thì đi cũng có đi núi Sầu Sơn nè, em cũng cõng Dạ em lên tới trên đỉnh núi luôn rồi, cõng lên núi luôn hả? Người ta nói thường thường đúng nó cõng vợ lên núi ha, nó không lạnh nè chàng. đúng rồi ông cà lê cái đó ông cõng mà thấy ông ủ mồ hôi chân luôn. Dạ Nói thôi đi xuống lòng em không gì em làm tất cả. Thôi vậy thôi mình kiếm chỗ mát ha. Dạ. Dạ em chào anh. Thì hồi sớm á em đi thì thấy anh chị nè mà cõng, mà em không không ngờ là anh nói là vợ anh. Ở ngoài người ta nhìn vô á thì là chắc không ai tin đâu. Anh là cái một người nói chung là đẹp trai. Mà chịu một cái người vợ như vậy mà chịu cõng vợ mình đi bán vé số mỗi ngày luôn ha anh. Dạ đúng. Chàng ơi. Anh cơ, đâu mà sao anh có số hưởng dữ à chàng. Là cũng do duyên nợ anh thôi. Chị cho em hỏi nè, thì không biết cái cơ duyên nào mà chị có ông chồng đẹp trai như vậy, chị kể cho em nghe coi. Lần đầu tiên mà quen như thế nào? Dạ hai đứa quen trên Zalo. Chị kể cho em từ đầu tới đuôi cho mọi người Hai được đứa biết nói đây. chung là quen trên Zalo thì mới đầu ảnh cũng không có nghĩ là em bị gì. Nhắc nói chị chụp hình là không có bị gì, rồi xong rồi ảnh mới chọc ghẹo, rồi xong cái chị thấy ông ảnh cũng thật lòng, chị chụp hình hết người luôn á gửi cho ông xem. Thì ông xem thì ông nói chỉ cần thương ông thật lòng là được rồi, rồi bắt đầu là ông lên thành phố ông làm.
ông đi làm cho em hỏi cấp đầu á, mà chị quen ổng qua qua cái Zalo thôi, nhưng mà chị có sợ là chị đến một khi chị nói chị cái thân thể chị như vậy đó rồi ảnh chê chị không, chị có lo Có chứ, cũng lo chứ. sao chị Là kể? em nghĩ là nếu như em gửi thì chắc nghĩ chắc ảnh không chấp nhận đâu. Lúc trước nó thật là lúc trước em cũng có quen mấy những người mà bình thường á, nhưng mà đa số giống như mà người ta giống như mà mình nói cái sự thật, ta lại người ta gặp mình gì cái là người ta bỏ trốn mất tiêu. Có gặp rồi. Dạ đúng rồi. Rồi người ta lại cấp mấy cái người đó sao chị? Thì người ta lợi giống như người ta giống như mình nói mà giống như người ta không tin hay sao, xong người ta lợi cũng lợi nhà chơi, xong người ta thấy mình bị tật hay chân gì là bắt đầu về, là bắt đầu ta thay sim rồi cái Mất liên rồi người lạc. ta mất liên lạc luôn. Ôi ơi, cũng có nhiều người. Dạ Mà... rồi gia đình cha mẹ cũng có, gia đình cha mẹ người ta cũng không có chấp nhận. rồi sao mà cái cơ duyên nào mà cái lộn số điện thoại mà dính anh trai đây, anh cái anh đẹp trai này chị kể cho em nghe coi. Tự nhiên biết sao mà lúc trước mà dắt mà lúc trước là nó thật là quen trên Zalo là không có phải cái mặt của ảnh luôn nghe. Ổng cũng đặt, ổng mượn hình của bạn ổng, xong ổng chọc ghẹo mình, rồi sau ổng cũng cái hai thiệt là, nhưng mà thấy ổng đẹp trai hơn bạn ổng nữa. Trời ơi vậy hả? Đúng rồi, ổng gửi cái hình qua, ổng nói nó đây mới là hình thiệt của anh này chứ cái hình đó là hình của bạn anh đó. Xong trời ơi còn đẹp trai hơn rồi đó nữa, nên chị cũng rất là sợ. Sợ trời, chắc trời ơi, quen quen chơi thôi chứ dễ gì người ta chịu mình, chứ mình bị vậy mà ổng đẹp vậy mà chắc dễ gì cũng chịu. Rồi cấp đó chị có khai thiệt chưa hay là bao lâu chị mới khai? Chắc tầm cỡ tháng mới khai. Chị còn về chị đưa cái hình ổng cho dì bà dì Tư coi, nói gì gì à, cái canh này chọc con này dì Tư, cái nó trời ơi không có được đâu mày ơi, tao thấy thằng này nó đẹp trai lắm, tao không chịu mày đâu, nói vậy đó. Rồi xong rồi nói chung thì mới đầu thì cũng nghĩ là chắc chắc tao không chịu mình đâu, mà xong mà thời gian nó đi lên thành phố làm đó, lên phố làm rồi xong cái ship của ổng đó là đi cho đi Vũng Tàu chơi đó, là bắt đầu là từ đó đi Vũng Tàu chơi hay là ổng cổng hay đi xuống đi lên đi đi xuống biển tắm lên thay đồ là toàn ổng cổng khò cổng không, Trời ơi. là từ đó về sau là giống như là em mới nó mới dành tình cảm cho ổng. Là cấp đầu gặp rủ đi chơi mà cổng chỉ vậy đó hả? Dạ Trời quen ơi. mới đi chơi mà biết bao nhiêu người đi Vũng, là tại vì ship ổng cho bao xe rồi đi chơi đó, rồi là ổng trước mặt biết nhiều người mà ông cổng đi tắm biển rồi đi thay đồ này này kia, ông lo lắng từ chi tiết rồi mình từ đó cái là mới dám thương ổng, tại sao cũng sợ sợ ổng quen gì không ổng không bỏ mình với mấy người trước vậy đó, nên khổ nên thấy ổng thực tình với cái bắt đầu có tình Cấp cảm. đó chị, trong khi anh này điện qua cái cuộc trò chuyện Zalo đó là hai người quen đến gặp mặt luôn á, là xác định thương với nhau là mấy tháng chị? Chắc tầm cỡ 6 7 tháng vậy, là mới mới đầu thì quen nhau rồi xong rồi cái mấy tháng ổng làm ở An Giang á, rồi xong ổng mới nghỉ, rồi ổng giống như ổng thương mình thật tình á, nên ổng lên phố làm luôn, Trong lên khi đó phố mà làm đưa cái hình mà ảnh đẹp trai quá đó, luôn. bây giờ em thấy ổng hơi đen đó, hồi đó Ừ. đẹp dữ không chị? À, đúng rồi, lúc trước ổng đẹp trai lắm, lúc trước ổng đi làm công ty rồi đó. Là ông đẹp lắm, rồi giờ đi bán số trời không mặc áo tay dài rồi không đeo khẩu trang mà đeo phluy vậy đó. Chàng ơi như vậy rồi cho em hỏi á, thì chị á, thì cái cơ thể chị từ hồi đó bây giờ là bẩm sinh, đi tới đi lui là toàn là nhờ người ta bồng với ẩm không hả chị? Dạ đúng rồi, công việc nhà là cơm nước rửa chén đồ này kia nọ là ông làm không, làm đồ ăn ông cũng làm không. Ý em hỏi á, rồi chị như vậy á, lần đầu tiên á thì chị đưa hình ảnh cho về cô chú anh chị đồ á, người ta có nói là này sợ nó đẹp trai quá nó không chịu mày không? Vậy ai cũng nói vậy hết, Như thế nào chị kể cho em nghe coi. gì rồi với mẹ với chị với em gái gì cũng nói chứ, Nói sao chị? nói là trời này đẹp trai quá nó không chịu mày đâu, sợ nó quen qua đường á. Và chắc có chị hơi lo không? Dạ lo chứ, chắc đó cũng lo mà cũng thương ổng mà cũng lo, nhưng mà kệ nó mình thử đi, nhưng mà nhờ có cái là tại vì Thứ gì tình cảm mà thứ gì ông chị? bà vợ chồng ông bà vợ chồng ông ăn chay nên ổng chấp nhận. Lần đầu tiên ổng nói chung là ổng giận, ổng kêu dẫn về nhà chơi sao không dám về, sợ về giống như bên gia đình không chấp nhận gì đó, nhưng mà thật sự khi mà về rồi là ông vợ chồng cũng tốt lắm, tại ông vợ chồng ăn Ôi chay về là ổng chấp nhận liền. dạ rồi như vậy đó là cái tình cảm của chị đã nó cũng là gặp ảnh thì bên anh em của chị á thì nói chung người ta á, cái tình cảm của chị nè mà cấp đầu á sợ ảnh người ta sợ cái kiểu như người ta quen qua đường thôi hả chị? Dạ đúng rồi. Trời ơi
ba cũng mẹ ba cũng không cho quen, không cho quen bà sao sợ chị? khổ, Mẹ bà chị nói sao? sợ mẹ bà sợ khổ giống như mấy người trước vậy đó. Bà nói ừ quen người ta cũng có thật lòng lắm, không khổ này kia nọ, bà cũng cấm cản, mà bà nói chung bà cũng là Không sợ chịu. mình khổ. Với lại là nhắc nó mình có một cái suy nghĩ khác nữa chị. Ừ. Tại vì bên gia đình mà không chịu rồi mình cũng hơi nản nữa, phải không? Ừ. Trời ơi. Nhưng mà nhờ cái là chồng ổng thương thật lòng, ổng Dặn ổng về nhà rồi sao, dắt nó làm sao, rồi gia đình có cảm giác như thế nào chị kể cho nghe. khi mà giờ lần đầu tiên ổng dẫn ổng về nhà, nói chung là gia đình thấy ổng đẹp trai, rồi thấy ổng cũng nói chung là về mới đầu về rồi cũng giỏi lắm nha, là cũng giống như là chén bát này kia nọ đem ra sao rửa rồi kia nọ cũng giỏi Trời ơi, đàn lắm. ông mà ông như phụ nữ không? Giỏi lắm. Rồi cái ba mẹ cũng thấy là này nó thấy nó cũng được, nó đẹp trai mà thấy nó cũng giỏi giang này giải rồi cái nọ cũng được, nên cha mẹ sao cũng chấp nhận. Là chị thấy ổng là thương chị thật lòng ha. Dạ. Trời ơi, rồi chị, rồi cho em hỏi á, rồi ổng trong khi mà ổng gặp chị lần đầu tiên đó, rồi ổng có ngại không chị? Không đâu, nói chung là lần đầu tiên nhắc nó ở trên thành phố đó là đang ở chỗ em gái, rồi xong rồi ông lờ ông lên rồi dắt đó là ổng tầm chắc giờ là chị lo cho ổng là giờ ổng năm mấy ký rồi đó, chứ lúc trước tầm có ổng 45 46 ký à, Ốm rồi mà. ốm nhưng mà cũng đẹp đẹp trai lắm nghe, ông gặp mình cái xong cái ông lại ông nhìn cái ông cười rồi nói chuyện qua lại bình thường giống như không có giống như mấy cái người kia. Mấy người kia gặp mình rồi cái bắt đầu cái giống như là tại người ta không nói thôi chứ giống như mình biết. Anh lột nó đi cho mát. Như vậy đó chị, thì ông gặp ông cười, ông là nói chuyện với mình. Ông nói chuyện rồi qua lợi này kia nọ, ông nói giống như vui vẻ lắm, như mình giống như chữ lần đầu gặp mặt là biết ổng là ổng thật tình mình. Còn mấy Vui. và Còn mấy người kia làm sao? mấy người kia gặp mình nó với lợi giống như là thấy mình gì cái bỡ ngỡ vậy đó, thấy mình cái bỡ ngỡ rồi bắt đầu cái ngồi đính tin không nói chơi, cái tí khi về rồi là mất tích luôn. Chị cũng buồn luôn ha. Dạ đúng rồi buồn À, luôn. trong khi đã mình đã quen một cái người bạn trai trên mạng, không gian mạng, thì cái người đó cũng hứa là em nói ngọt quá này kia rồi không chị? Có không? Chắc có mà đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi hẹn ngày gặp mặt đúng không? Rồi gặp mặt lại tới nhà chị luôn hả? Dạ. Rồi dắt đó, rồi người ta gặp chị rồi cái động thái như thế nào? Người ta lại giống như là nói chung người ta thấy mình giống như người ta nghĩ mình giống như mình nói giả bộ, người ta không nghĩ là mình bị tật thiệt vậy đó. Rồi giống như lại cái thì người ta thấy mình bị tật thiệt rồi bắt đầu cái rồi bắt đầu người ta rút lui luôn. Về bắt Rút đầu là lui luôn. không điện được luôn. Chàng ơi. Rồi, chị là như vậy rồi chị quen ảnh nè, chị có sợ không? Sợ giống mấy người kia không? Ừ, dạ thì nói chung chồng cũng được có cái là cũng có cái Không mà tấm lòng chị có tốt đó. sợ không á, sợ giống mấy người Sợ kia đâu. thì nói chung là khi mà mới quen thấy thì cũng sợ chứ, sợ nó là biết ông này cũng đẹp trai không biết có giống mấy người kia không biết có bỏ mình không này kia nọ, nhưng mà về sau này kia nọ giống như là thấy thật tình này kia nên cũng Chịu ha. cũng 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 chịu cũng không có Trời còn ơi. lo nữa. Trời ơi. Anh cho em hỏi nè, thì anh là cái người mà nói chung là đẹp trai đi, nói chung là tướng tá thì là cao ráo, mà nhưng lại anh là một con thanh niên thôi, mà tại sao mà anh lại mà có cái cơ duyên nào mà anh thương chị, cái điều nào anh có thể kể cho em nghe mọi người được biết không anh? À, nói thật thì cũng có rất nhiều và cái cơ duyên cũng như thường thường thì lúc mà em còn làm trên ở bên An Giang gần Châu Đốc á thì cái đó thì quen qua mạng, thì cũng hồi nãy vợ em cũng có kể là quen qua mạng đó, thì cũng có nhắn tin qua lại, mình thấy là cũng hợp tình hợp cái ý nhau vậy đó, rồi cứ nhắn tin khoảng tháng trời vậy đó, rồi cái em quyết định là em nghĩ đó là lên Sài Gòn, là lên cái chỗ mà vợ em đang sửa đồ á, là em làm đó luôn để gần gũi nó dễ nói chuyện hơn, để mình gặp mặt với nhau hoài vậy đó, rồi không còn mà cảm giác mà quen nói chuyện qua điện thoại nữa, thì lên nó làm khoảng thời gian rồi gần Tết về rồi mới vợ em dẫn về nhà bên vợ chơi, rồi xong rồi em mới dẫn về bên của em bên An Giang chơi lại. Mà cho em hỏi nha, thì anh nói chung là anh cũng trẻ đi, nhưng mà tại sao anh hồi đó bây giờ anh có bạn gái không, anh kể cho em nghe coi.
Có anh. Có cái người đó như thế nào anh kể cho em nghe coi. À, cũng có nhiều cô cũng không có nhiều người cũng cũng, cũng xinh gái lắm. Dạ. Mà mình nghĩ chắc không có duyên nợ. Xinh gái dạ. Mà nói chung là cũng nói chung là cơ thể bình thường ha. Dạ, bình thường ha. Nhưng mà tại sao anh không chịu mà anh chịu một cái người vợ mà quen qua không gian mạng mà tới gặp mặt á thì đi mọi cái mà ăn uống sinh hoạt rồi anh là cái người người cổng hết đúng không anh? Dạ. Ừ, rồi anh cho em hỏi á thì trong khi đó mà anh gặp vợ anh đó rồi anh có nói chung là anh có bỡ ngỡ không? Dạ không, bình thường. Rồi trong khi đó anh đã xác định là thương vậy rồi thì có khi có người á thì ở nhà rồi nè người ta có nói là trời ơi tại sao mà mày như vậy mà mày được vợ như vậy, có không anh? Dạ có. Ừ, tay nói như thế nào anh kể cho em nghe coi. À, cũng thời gian mà em cưới vợ em về cưới rồi rồi em về bên em bên An Giang chơi thì cũng có những người bạn á, những người bạn là nói ra nó vào nói mày vậy mà mày cưới vợ bị tật hai chân gì rồi về mày rồi lo lắng mày công việc mày làm hết cũng bình thường tại vì cái chuyện mà chuyện yêu thương nhau là làm vợ chồng thì đối với mình thì em nghĩ là bình thường thôi, mình không có phân biệt là ai như thế này là người kia là bị như thế kia. Ừ. Chứ đối với mình thì quan trọng là tình cảm vợ chồng với nhau là bình thường, là yêu thương nhau được rồi chứ bề ngoài cái vẻ đó thì em không quan trọng. Đúng. Thì theo em được biết anh thì cái người phụ nữ á, nếu như mình có đầy đủ hết trơn á thì rất là khỏe cho mình, chẳng hạn như cơm nước giặt quần áo đồ là khỏe. Còn một cái người vợ mà nói chung là không đi không được, toàn là di chuyển anh cổng hết thì cái đó là một cái cực cho anh đó. Thì anh cũng chắc có lẽ biết điều đó hả? Dạ biết. Nếu mà cực thì cũng không có sao. Thì vợ mình như vậy thì mình cũng phải gánh vác mà. Đâu anh thương chỉ là cái gì anh kể cho em nghe coi, ví dụ chị đó thì nói chung nhìn mặt á thì em thấy hình như là chị là giống già hơn anh á nhưng mà tuổi á thì bằng ha. Cơ thể á, nói chung á thì không như người phụ nữ khác, anh thương chỉ cái gì? Anh nói thiệt đi. Bây giờ thì em thì lúc nào cũng thiệt là cái tính tình thật thà, nghĩ sao nói vậy. Với lại con cái giọng hát hát hay lắm hả? Dạ hát nghe trời, cũng hay. Trời ơi vậy một chút xíu là giờ ca cho em, tặng cho em vài đoạn nha, ca chay luôn nha chị, chút xíu thôi giờ em trò chuyện. Anh như vậy đó thì trong khi mà anh gặp như vậy đó vợ anh cưới về nhà nè rồi anh dẫn về nhà chứ ba mẹ anh như thế nào anh và anh chị bà con? Trước tiên thì cha mẹ thì đồng ý. Đồng ý. Cũng không có cái gì mà chê gì chứ. Chỉ là hỏi rồi sao chừng nào cưới vậy? Rồi ba mẹ định ngày rồi qua cưới luôn. Trời ơi. Rồi anh chị em cũng không có nghĩ gì. Anh chị em cũng vui vẻ bình thường, cũng chấp nhận bình thường. Cũng vui vẻ bình thường chứ không có gì. Nhưng mà trong anh em của anh á thì không có người nào mà nói lời vô tiếng lời ra vô gì hết trơn đúng không? Dạ đúng. Anh chị em của bên em thì cũng thương vợ em á. Anh có suy nghĩ là sau này á là một cái gánh nặng của mình không anh? Thí dụ nè, chưa có con thì thôi, nếu mà có con nữa anh là cái một cái người cực và một cái người khổ, anh có suy nghĩ tới cái điều đó không? Dạ có. Thì mình chồng mình trụ cột gia đình mà thì con thì vợ thì cũng không may mắn được như người ta lành lặn thì cái điều đó thì mình cũng phải làm hết rồi, mình phải chịu thôi tại vì mình là chồng mà. Rồi con thì giờ nó cũng lớn rồi, 6 tuổi đi học, mình cũng phải gán là mình bươn chải mình lo cho con cái học hành. Là anh chị gặp với nhau bữa nay năm nay nữa là cũng cỡ toàn 6 năm rồi hả? Dạ hơn 6 năm rồi. Trời ơi. Một, 7 năm rồi. Một cái tình yêu thật là cao cả luôn quý vị. Một thanh niên đẹp trai tướng tú, nói chung là đẹp trai tướng tú đi mà thương một cái người phụ nữ như gì. Ra đường có khi á chị, có khi là đi chợ được thôi thì lần đầu tiên mà ảnh cổng chị mà đi chơi Vũng Tàu Sài Gòn đâu đó thì người ta có nhìn ảnh những cái ánh mắt
theo dõi hai vợ chồng mình không? Dạ có. Như thế nào vậy? À, cũng có là ảnh cổng đi giống như mà anh chị hai rồi với nhỏ em với em rể rủ đi ở quận nhất chơi, rồi là xong là dắt đó là ổng cổng dắt đó, con mới có 2 tuổi 2 tuổi mấy mà ổng cổng mà ổng dắt con mà đi đi mà đi tới đâu ai cũng nhìn chứ, nói trời ơi vợ sướng ra cổng vợ mà dắt con. Là mọi cái sinh hoạt á, đi chơi nè và đi lên về nhà cha mẹ đồ á, anh chị đồ đó là toàn bộ là ảnh cổng không á chị? Trời ơi, như vậy là chị quá trời chị tốt số rồi. Chị có suy nghĩ là nhiều khi ủa tại sao mà mình sướng như vậy không? Chồng đẹp trai mà lại lo cho mình nữa không chị? Thì em nghĩ thì chắc là số. Lúc trước thì em quen mấy người mà tàn là em khổ không, em buồn khổ em khóc dữ lắm luôn. Trời ơi, hồi hồi đó là chị cũng có một có mối tình nào đổ vỡ chưa? Dạ em cũng có mấy mối tình nữa chứ. Mấy mối tình nữa Dạ là có về ở sống chung với chị không á? dạ không. À, nói chung là chỉ dắt đó là trời ơi, dắt đó em lớn lên, dắt em 18, 19 tuổi quen biết rồi á, giống như là em bị gì thì giống như đi chơi với em gái em đi uống nước rồi về thôi chứ, rồi xong rồi nắm tay không có nữa. Nói chung là em là dành trọn trong này hết. 100% là cho ảnh hết nè. Dạ chứ quen là chỉ có mấy cái mối tình giống như mà mới lớn lên á. Mới lớn lên thì rồi nắm tay cũng chưa nắm Dạ nữa đúng mà cũng mà thương người ta chị thương người ta không thương lại rồi mình buồn hay sao chị? rồi. À, thì cũng buồn rồi xong gia đình ta cũng không chấp nhận rồi khóc khóc chắc đó buồn khóc chắc đó chưa có đâu có điện vụ mà điện thoại này cái nọ đâu, chắc đó cứ buồn khóc tối ngày ở nhà không không có đi đâu chứ. Rồi một thời gian sau rồi bờ là bao nhiêu năm rồi mới gặp cái anh chàng đẹp trai này? Chắc cỡ gặp ổng rồi chắc đâu có khoảng mấy năm rồi ta, chắc thì cỡ à, 7 năm 7 năm mấy. Con là 6 tuổi rồi. Nói chơi nói chung là em với ổng là biết nhau là em về bên chồng em đúng không, về chơi là bắt đầu ông bà và chồng em nói là tới 30 tháng 4 đi là bên chồng em xuống là giống như làm tổ chức đám cưới nhỏ nhỏ vậy đó tại nhà em vậy đó, rồi về tổ chức đám cưới ở bên em không là làm mấy bàn vậy đó. Cái chắc đó là ảnh đã chiều cứ chị rồi đó là chắc ăn đó phải không? Chị có Dạ. tin là mới gặp ảnh nè, ảnh chỉ nói chuyện vậy thôi mà chị có tin là ảnh cứ gì không? Cấp đầu tiên đó. Không, nói tôi chung là không không tin đâu. Mình nghĩ là mình bị gì người ta không không cưới mình đâu, với cũng sợ mà một phần là à, ông thì không cưới với vợ, một phần là bên gia đình không chấp nhận. Nhưng mà nói chung là ông bà và chồng ăn chay nên ông bà hiền lắm. Cái cấp mà lần đầu tiên mà gặp chị đó, ảnh cũng nói chuyện là thoải mái cũng Đúng rất rồi. là dễ thương đúng không? Đúng rồi, vui vẻ thoải mái rồi cái nọ đủ Mà thứ. đến khi một khi đã anh đi về rồi đó, suy nghĩ của chị thay đổi đúng không? Anh đi về rồi, chị suy nghĩ là em hỏi thiệt nha, chị chắc là chị suy nghĩ là trời ổng đi về rồi không biết ổng có gọi điện cho mình không Dạ nữa. đúng rồi, mình Chị suy nghĩ sao tại vậy? cũng cũng nghĩ giống như là cái anh trước vậy đó, giống như không Sao biết chị suy về nghĩ sao? không biết là không biết về không biết rồi còn còn có liên lạc với mình được không, không biết điện thoại rồi được không này cái nọ, nói chung điều đó mà sợ. Trời ơi Dạ đúng rồi. cũng hơi lo ha. Dạ. Mà sao mà chị sao mà tốt số dữ vậy, sao mà chị có ông chồng này đẹp trai nè, em hỏi thiệt chị nghe, rồi chị sống với ảnh vậy nè, rồi ở xóm chờm bà con nè, có người nào mà có khen nói trời ơi mày có chồng này nó Dạ đẹp trai có mà nó chứ. giỏi không, chị Dạ nói có cho chứ, nghe coi. ở sớm cũng ai cũng nói ổng đẹp trai chứ, rồi giống như đi bán cái số nè cũng có nhiều người tôi nói trời ơi sao đẹp trai đi bán số uổng vậy. Có vợ kìa, có vợ giống chị kìa, nó hỏi sao tại sao mà mày vậy mà có chồng đẹp trai mày có bí quyết nào không, ta Dạ có cũng nói có, đúng rồi cũng có người hỏi nói, trời mày vậy mà mày lấy được thằng chồng đẹp trai ha, rồi xong lấy được được chồng mày hay vậy, xong nó trời thì em nghĩ thì cũng do duyên số. đúng rồi, theo em thấy là cũng thương với nhau là một cái tình Dạ cái nghĩa dạ mà em thấy lạ nè, mà đi bán vé số cổng chị mà ảnh không than, hồi nãy em cố tình em cho lâu lâu thử ổng có giục tay không mà ai về ổng cũng quyết là không à, buông nha. giờ giống như ông cổng cũng quen rồi, Dạ ông cổng hoài à. hai vợ chồng mình là đi bán vé số hả chị? Dạ Cho em hỏi á, mình đi bán vé số vậy một ngày bao nhiêu? dạ tầm 200 vé. 200 vé à, Dạ 200 vé là mình lời cũng 200.000 hả ta? dạ đúng rồi 200 ngàn mượn nhà, nhưng mà nhà còn có con trai, nó lo cho con trai. Rồi chị còn con nhỏ nữa. Dạ Cho rồi em hỏi ba có nè, nhà ba nữa.
Cho em hỏi là chị bán vé số rồi có khi nào mà kiểu như mình bị mắc ôm không? Học mất thì không mất, nhưng mà mất có nghĩa là giống như số nó dính. Ừ. Cũng có đôi lúc chờ bán 200 vé chứ nhiều khi hết mất 50-60 ngàn, Rồi tiền đâu bù vô chàng. nhưng mà thí dụ như người ta gặp mình lợi á, người ta trả mình. Bữa đó có bà cô đó, bà trong số 8, bà lấy 2 tờ mà dính 3 tờ, xong nó bà tưởng là vô, nó nói trời mày vô tao mừng hết biết, trả mình là 30. Cũng có nhiều người, người ta đi xe giống như người ta ở xa, ta đi mình bán dọc đường nè, cái ta mua mình, người dính thì người ta đâu có trả À, mình lại được. nói chung là tại dính thôi thì Đúng cho rồi, dính thôi chứ không ai mà tham à, như cho em vậy chứ. hỏi á, thì hai vợ chồng mình chỉ bán có 200 tờ vé số thôi. Rồi cái thu nhập của mình nó có ổn định không chị? Lo cho con, lo cho gia đình đó. Dạ thì cũng có đôi lúc cũng cũng đủ ăn, cũng đôi lúc thì thiếu. Nói chung thì thiếu, có gì thiếu thì em mượn tiền chị hoặc mượn tiền em gái. Thì khi Cho nào mà chờ em gái em với chị em thì thương em lắm. không? Mượn mượn là cho hết. Mượn là cho, có khi nào mà bán có tiền lại thì em trả lại. Rồi không biết nha, rồi mình nhà cửa của mình như thế nào vậy? Vậy 2 vợ chồng chưa có nhà, đang Trời ơi, rồi ở nhà của ai? ở nhà của ba mẹ. Kêu mình ở ké đó không? Dạ đúng rồi, ở ké nhà của ba mẹ. Ở đó là ba mẹ của chị là chị Út chưa? Dạ thứ ba, nhưng mà có thằng trẻ út nữa, mà tại vì nó chưa có vợ nên còn ở ké được, chứ nó Rồi có có vợ rồi chắc ra ngoài. ra ngoài mướn trọ chứ sao? Dạ Rồi hai vợ chồng cũng vất vả dữ chàng. Rồi thí dụ theo người ta thường em được biết nè, nếu mà anh nó có vợ mà có chị gì nè là ở ở quê em đó nghe chị, anh không biết sao nghe, thường thường anh là nói chung là đẹp trai tướng tú mà cưới chị là chị bù cho anh đó. Bên em gần kìa nói thiệt, mà dạ mình ta có bù á, mà chị có bù anh gì không? dạ có gì đâu Bù bộ bù cục anh nợ nói này đúng rồi đó. đó không? Em nói thiệt á, theo dạ chị suy nghĩ chị đúng không? dạ Nếu mà một người thanh niên mà tướng tú đẹp trai chịu chị phải bù cho ổng, mà chị không có bù vậy chị bù lại cho ổng cổng không? ổng cống không. Chị mình có suy nghĩ là tại sao mà mình làm một cái gánh nặng của chồng mình không? Nếu như mình biết trước mình không chịu để đôi cho chồng mình nó mang cái gánh nặng cho mình, chẳng hơn ngồi một cái. Dạ cũng đôi lúc đó, nhiều khi thấy ổng cực khổ, thấy ổng cực khổ với vợ con này kia nọ, cũng đôi lúc nói chờ phải biết vậy, mình đừng lấy ổng cho ổng khỏe, ổng lấy người khác cho ổng khỏe. Thương hả chị? Đôi lúc mình cũng suy nghĩ vậy. Cái lo bây giờ là anh chị nè, hiện tại là không có nhà ở đậu. Em trai chị mà có vợ rồi đó, thì hai vợ chồng ra ngoài rồi mình tính ra ngoài rồi mình sống ở đâu chàng? Dạ nói chung thì con nhỏ em gái em nó có, nói chung nó có cái nhà, nó kêu bây giờ nó bán thiếu lại cho em. Nó nói bây giờ nếu mà 2 vợ chồng chị mà giờ bà gắng kiếm kiếm tiền đi, rồi để sửa giống như cái nhà đó dột hết rồi, rồi em bán cho chị thiếu là cái nhà từ từ giả, rồi chỉ cần sửa là cái nhà 2 chồng ở được rồi. Ừ. Nhỏ em nó nói Cũng vậy với tốt con nha. ruột. Dạ Rồi anh, rồi cổng vợ rồi có khi nào mỏi mệt mà bùa mà đến khi mà nó tại sao mà cổng vậy hoài không? Có càm ràm bá không? mệt thì cũng có mệt, nhưng mà vợ mình như vậy thì mình cũng phải cố gắng mình cõng thôi, chứ không lẽ mình để xuống ngoài nắng ngoài nôi thì mình đâu có đành lòng được. Theo anh á, thì anh trẻ thôi thì anh bước bây giờ hiện tại bây giờ thôi nè, anh đi ngoài anh tìm chắc có lẽ là cũng vợ mới cũng thiếu gì, nhưng chị đây thì nói chung có tìm hơi cũng hơi khó, còn anh thì rất là dễ đúng không Dạ chị? Cái điều đó là đúng không chị? dạ đúng rồi. Rõ ràng mà. Anh là thương chị em thấy quá. Mình thì nếu mà lúc trước mình không chấp nhận thì thôi, mà chấp nhận rồi thì mình phải cả đời thì mình phải cố gắng mình lo lắng Trời ơi. mình bảo bọc. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau, sao tình yêu hóa ra hận
sâu sao dịu em hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chim bao, hết những ước mơ lệ tuôn gối nhỏ, đêm dài rừng rừng nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình em đắng cay. Anh nhớ hay chăng anh nói rằng trọn đời yêu em, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đơn khi bắt đầu, bây giờ trả lại trắng sao. Quá hay. Hết hả chị? Dạ hết. Quá hay. Bởi vì ảnh thương chị là đúng rồi. Anh là thương chỉ là cấp đầu tiên là chị ca cho tặng cho anh hay sao? Có anh tặng lúc mà có quen qua điện lúc qua Zalo á. Có ca luôn. Ca luôn rồi nghe chỉ ta ca tặng cho anh hay sao? Dạ. Như thế nào cái bài ca đó? Cái là luôn. Bài ca quá mùi luôn. Dạ em được có cái là em đi bán cái số là giống như lúc con cũng mỏi mệt lắm, nhưng mà cô chú rất thích nghe em hát. Cũng có cô chú nhiều khi kêu em hát đi rồi xong rồi em mua cái số ủng hộ vậy đó. Dạ. Chiều nhìn xa đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ, dáng xinh xinh một người được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, anh mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biển, thì gọt liễu mong manh làm sao bước sông hành. Em chỉ nghĩ em ngày gió lay nổ tâm sưng vừa hè, chiều nào khi về đơn ngang căn nhà màu tím, biết anh đang chờ nhìn. À quá hay chị ơi. Dạ, cảm ơn. Thì em cũng cảm ơn anh chị đã chia sẻ một cái đoạn video lên cho mọi người được biết. Dạ. À chị hồi sớm á bao nhiêu tờ giấy số chị? Chị đưa cho em lấy luôn cho. Dạ, cho dạ, mẹ em cũng biết luôn. Chị đếm đi. Còn biết là chị đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ạ. 16, 8 hả? Dạ. 20 tờ nó nhiêu? 200 hả? Dạ. Em lấy nha. Nè chị. Nè. Rồi sẵn ở đây nè chị, với lại em gửi cho chị một cái phần duyên. Dạ. Nha. Đây đây đưa này thôi. Rồi em 300. Rồi ok. Xong em gửi cho chị 300. Tiền này là tiền cá nhân của em. Dạ, ha. Cảm ơn anh ạ. À. Dạ. Hai chồng em cảm ơn rất nhiều. Tiền đó dạ. Tiền cá nhân của em á thì hai vợ chồng em bán được một ngày gửi mới được nhiêu tiền. Dạ. Thì nói chung có ít lòng nhiều hả chị? Dạ. Thì em cũng mong cái video này để cho mọi người được xem và ủng hộ chị một phần nào ha. Cảm ơn. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Thì một lần nữa Thanh Trúc cũng cảm ơn chị.